Hello Tùng, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel ha. Hôm nay là ngày chủ nhật rồi anh chị. Trong phiên thứ sáu thì chúng ta thấy là thị trường nó có những cái xuất hiện một cái lực cầu cũng tương đối mạnh đúng không? Thì không biết là thị trường nó đã chính thức tạo đáy hay chưa mọi người. Sau phiên thứ sáu thì Tùng thấy ở trên mạng mọi người đang nói đến câu chuyện là như chưa hề có cuộc chia ly. Đó, rồi mọi người cũng nói về những cái mục tiêu cao hơn, xa hơn, ví dụ như 1280, 1300. Ok, thì anh chị hãy cho Tùng xin một like, một share và hãy comment, bình luận, chia sẻ, thả tim hoặc là để lại những cái suy nghĩ của anh chị về thị trường lúc này vào phần bình luận ở bên dưới video ha, sau khi kết thúc video anh chị nhé. Và ngoài ra thì đừng quên liên lạc với mình theo số điện thoại ngay phía trên góc màn hình 0902 986 119. Mình hy vọng là sẽ kết nối sớm, đồng hành cùng với anh chị sớm để chúng ta chuẩn bị đón một cái sóng lớn vào giai đoạn cuối năm nay, sóng ăn Tết anh chị nhé. Ok, thì chúng ta sẽ đi vào phần thị trường luôn ha. Hôm nay là ngày chủ nhật rồi và những cái điểm tin thị trường thì chúng ta cũng nói nhiều rồi. Thì liên quan thị trường thì ngày hôm thứ sáu chúng ta thấy là thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở cái mốc là 24.000 tỷ, tức là tương đương với 1 đô ha. Phiên hôm đó thì điểm nhấn của chúng ta vẫn là đa số các cổ phiếu trụ và các cổ phiếu liên quan đến bất động sản. Đó. Ta thấy là mở phiên thị trường tăng điểm, sau đó thì nhúng đỏ xuống. Tuy nhiên có một cổ phiếu trụ tăng điểm và thậm chí tăng trần ngay từ đầu đến cuối phiên luôn, chính là cổ phiếu VIX, với thông tin là VinFast sẽ chuẩn bị được niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ vào ngày 15, tức là vào ngày thứ ba này ha. Thì chính vì cái thông tin đó mà VIX đã tăng trần tiếp tục, và chính nhờ VIX tăng trần xuyên suốt cả ngày thì chúng ta thấy các cổ phiếu bất động sản sau những cái cú điều chỉnh đó đã quay trở lại cái đà tăng vào phiên chiều ha. Gần như là rất nhiều cổ phiếu, thậm chí là có một số cổ phiếu mà tăng trần giống như là Đất Xanh rồi TCH nữa. Ngoài ra thì cái thông tin về cái cuộc họp liên quan đến Thủ tướng yêu cầu là phải nới room tín dụng của bất động sản để khơi thông trở lại cái dòng chảy của bất động sản đúng không? Thì đó là một cái tin rất tốt cho thị trường nói chung và nhóm bất động sản nói riêng. Khi mà mọi thứ được khơi thông trở lại thì chắc chắn thị trường sẽ tốt anh chị. Tuy nhiên rõ ràng chúng ta nếu mà nhìn về ngắn hạn thì chúng ta thấy là những cái chính sách của nhà nước đó, đưa ra thì thứ nhất bao giờ nó cũng sẽ có một cái độ trễ. Đó, bao giờ nó cũng có một cái độ trễ để đi vào thực tế ha. Cái thứ hai đó là thị trường cũng như là nhóm cổ phiếu bất động sản thì nhiều cổ phiếu nó đã tăng nóng trong giai đoạn vừa qua. Dĩ nhiên với những cái thông tin, những cái chính sách như vậy thì về mặt trung dài hạn thị trường sẽ còn cơ hội đi lên rất là mạnh, cổ phiếu vẫn còn đi lên rất là mạnh chị. Tuy nhiên về ngắn hạn thì chúng ta phải thận trọng. Những cái bài học không bao giờ là sai. Những cái bài học ví dụ như tháng 7 năm 2021, cái thời điểm từ tháng 3 cho đến tháng 7, sóng banh chứng thép đi đâu, nhà nhà người 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 ta đều nói về banh chứng thép hết, anh chị nhớ không? Và cái thời điểm đó thì thị trường chứng khoán chúng ta thường hay bị đơ giao dịch, tức là mua bán hoàn toàn không thấy được cái lợi. Đó, thị trường bị đơ và sau đó khắc phục bằng FPT đã đưa một cái hệ thống cải tiến vô để giúp cho thị trường không bị đơ. Và đúng cái thời điểm hệ thống đi vào hoạt động thì nhóm chứng khoán bị rơi, nhóm chứng khoán bị rơi và kéo theo đó là thị trường tạo đỉnh và rơi rất là mạnh, từ quanh cái vùng 1.400 anh chị nhớ mà nó rơi về đến 1.200, rơi 200 điểm. Dĩ nhiên sau đó chúng ta thấy câu chuyện là thị trường tạo đáy rồi tích lũy rồi đi lên trở lại vượt đỉnh 1.400 để đi lên 1.500. Tuy nhiên rõ ràng là khi tin ra, đặc biệt là tin tốt ra sau một quá trình cổ phiếu là tăng giá rất mạnh, thị trường là tăng giá rất mạnh thì chúng ta hãy cẩn thận những cú sụp đổ bất ngờ trong ngắn hạn ha. Đó, cho nên với những cái tin tốt lúc này thì mình đánh giá là nó sẽ tốt cho thị trường, nhưng về phía ngắn hạn thì chúng ta vẫn phải thận trọng chị ha. Nếu thị trường rơi 200 điểm nó là một cái mà làm cho anh chị em thua lỗ rất nặng nề mặc dù thị trường đang là uptrend. Thì đối với giai đoạn này thì nó đang ở một cái vùng thấp, chỉ có khoảng 1.000, hơn 1.200 thôi. Nó không phải là vùng cao giống như cái vùng 1.400 đó.
Tuy nhiên thì nếu giai đoạn này thị trường mà chỉnh thì thực sự là như mình có nói với anh chị trong tuần vừa rồi, nếu thực sự xảy ra cái cú điều chỉnh nó sẽ làm cho chúng ta mất 100 điểm. 100 điểm thì nhiều cổ phiếu nó sẽ bay 15-20% là bình thường. Nếu anh chị full margin thì cổ phiếu nó sẽ bay đến 30-40% là bình thường. Nếu trong uptrend mà chúng ta để thua lỗ đến 30-40% thì rõ ràng là một cái thiệt hại quá lớn đúng không anh chị? Trong khi người ta kiếm được tiền và người ta giữ tiền, chúng ta kiếm được tiền xong chúng ta mất hết. Tối hôm qua thì mình có ngồi với một anh khách hàng, anh mời thì anh nói là giai đoạn này thị trường khó khăn cho nên anh cũng chốt giống như Tùng khuyến nghị, chốt lời 50%, 50% còn lại chúng ta vẫn có thể tiếp đó. Thậm chí là nếu anh chị quyết đoán hơn thì tùy anh chị có thể là bán nhiều hơn. Tuy nhiên thì một cái khuyến nghị của Tùng trong tuần vừa qua đúng không, đặc biệt là những phiên đầu tuần khi thị trường nó ở vùng 1240, 1245 thì mình có nói với anh chị là chúng ta có thể là nghĩ đến việc chốt lời 50%, 50% còn lại ta có thể giữ và đặt cái mốc chặn lại đúng không. Mình tư vấn rất kỹ cho anh chị về cái cách bán trong giai đoạn này, không nên bán hết mà chúng ta chỉ bán một phần còn lại giữ và gồng đó. Gồng thì nó có tác dụng gì? Trong trường hợp cổ phiếu tiếp tục đi lên, thị trường tiếp tục đi lên thì chắc chắn cổ phiếu tiếp tục đi lên. Trong trường hợp thị trường không tiếp tục đi lên nhưng cổ phiếu vẫn có thể tiếp tục đi lên đó, thì khi đó chúng ta sẽ có thêm một khoản lợi nhuận nữa của cái phần hàng còn lại đúng không chị? Rồi trong trường hợp mà cổ phiếu đi xuống và vi phạm cái chặn lại thì chúng ta bán, thì ít nhất một cái phần hàng trước đó chúng ta đã bán được giá cao, thì cái phần hàng sau này chúng ta chỉ bán khi vi phạm chặn lại thôi, thì nó chỉ thiệt hại một ít lợi nhuận so với cái giá vùng giá chúng ta bán trước đó đúng không? Thì cái cách đó là một cái cách lợi thế nhất, ổn áp nhất để cho chúng ta áp dụng vào giai đoạn này anh chị ha. Rõ ràng là cái việc đoán định thị trường nó là một cái việc rất khó và không ai đoán chính xác được, đi qua đỉnh chúng ta mới biết chính xác đó là đỉnh. Cho nên nếu mà chúng ta nghi ngờ vùng đó có thể là đỉnh hoặc là vùng đó rủi ro đang cao thì tạm thời chúng ta rút quân, rút một nửa quân số, một nửa quân số cắm trại tại chỗ, có biến chúng ta rút quân tiếp tục ha, hy sinh một chút thôi, còn lại gì rút luôn cái phần quân còn lại đúng không chị? Cái đó là cái cách mà ngày xưa chúng ta đã thấy là rất là nhiều người áp dụng thời chiến tranh đúng không? Đó, chúng ta rút tạm thời thôi, sau đó nghỉ ngơi lấy sức và chúng ta tiếp tục chiến đấu công thành đó. Đó là cái ý nghĩa mà tại sao trong tuần vừa qua mình có khuyến nghị là anh chị bán một nửa mà chúng ta giữ ha. Thì đến thời điểm hiện tại thị trường tạm thời là đang có một chút xíu tích cực vào phiên ngày hôm qua ha. Khi mà mọi người thấy thì thị trường nó đang có một cái cú rút chân và vẫn duy trì được một cái mức ở thanh khoản cao trên 1 tỷ đô. Thì chút nữa mình sẽ nói là cái cú rút chân này nó đã xác nhận tạo đáy hay chưa ha. Tuy nhiên cái kịch bản của thị trường lúc này thì tuần trước mình đã vẽ rồi. Đầu tuần thì mình có vẽ là nó có một cái nguy cơ phân kỳ và mình cảnh báo đảo chiều đúng không anh chị? Tuy nhiên đảo chiều thì mọi người nhớ nha, nghe kỹ giúp mình. Thị trường nó chỉ xác nhận đảo chiều khi nó chính thức xác nhận phân kỳ. Lúc này là đang hình thành phân kỳ nhưng chưa xác nhận. Phân kỳ nó có thể là sẽ xác nhận hoặc có thể nó sẽ bị phá vỡ. Giai đoạn tháng 6 chúng ta cũng thấy nè, thị trường nó đã có một cái phân kỳ, sau đó thì nó phá vỡ phân kỳ, phá vỡ phân kỳ ha, phá vỡ phân kỳ bằng cách gì? Test lại đó, xong rồi quay đầu tăng, sau đó test lại một lần nữa, thì thậm chí test thêm một lần nữa thì lúc đó mới tăng thực sự ha. Thì phải rất nhiều lần như này thì anh chị có thể thấy trong những cái thời gian mà test đi test lại thì về điểm số nó có thể nó tăng nhưng mà nó không tăng nhiều, mọi người thấy ha. Đấy, ví dụ như những cái vùng này test đầu tiên thì nó đang ở quanh 1110 đúng không, sau đó thì nó tăng lên được 1130 rồi cũng test đi test lại về 1120, tức là nó điểm số nó sẽ không chênh lệch bao nhiêu, nó chỉ đâu đó 10-20 điểm thôi đó. Sau đó thì chính thức bước vào cái pha tăng thì nó sẽ tăng rất mạnh về điểm số và cổ phiếu cũng vậy.
trong những giai đoạn mà nó đang tích lũy được phá phân kỳ ấy, thì có thể là cổ phiếu nó sẽ tăng nhưng mà sau đó nó lại test lại. Đấy, nó tăng xong rồi nó lại test lại. Cho nên anh chị nhìn thấy là nó tăng thì anh chị lại có cảm giác là chết rồi, nó chạy chạy mạnh, nhưng mà không phải, nó muốn phá phân kỳ là nó phải test lại ít nhất một lần, thậm chí là 2 lần 3 lần. Đấy, chúng ta thấy giai đoạn tháng 6 thị trường chung để phá phân kỳ nó test 1 lần 2 lần, lần thứ ba sau đó nó mới đi. Đấy, đặc biệt là nó phải có 2 lần để test cái đỉnh phân kỳ đó, rồi nó mới đi ha. Cho nên kể cả bây giờ, nếu bây giờ đang là thị trường 1230, cái đỉnh theo giá đóng cửa gần nhất là 1240, thì nếu mà chỉ số nó có tăng á chị, sau đó nó cũng phải test lại cái vùng 1240 một vài lần rồi nó mới tăng tiếp được. Cổ phiếu cũng vậy, sau khi nó vượt đỉnh để nó phá phân kỳ thì nó phải test lại cái đỉnh vài lần chứ nó không có chạy ngay được. Hôm qua chúng ta thấy có một số cổ phiếu như là đất xanh đúng không, anh chị thấy nó tăng trần để nó vượt đỉnh, nhưng mà vượt đỉnh đó nó sẽ phải test lại cái đỉnh để nó phá phân kỳ. Còn nếu mà nó test đỉnh không thành công và nó gãy á, thì lúc đó nó tạo phân kỳ 3 đoạn, nó sẽ rơi mạnh ha. Thì tí nữa mình sẽ nói ví dụ cụ thể chính xác về cái cổ phiếu đất xanh cho anh chị coi. Còn là bây giờ chúng ta cứ nói về thị trường chung nha. Đó, thì mình nói 2 cái kịch bản của thị trường, nói từ tuần trước và đến bây giờ vẫn giữ nguyên 2 kịch bản đó, tức là sau cái phiên thứ sáu ngày hôm qua, kịch bản thị trường nó vẫn chưa có một chút gì thay đổi anh chị. Đó, kịch bản xấu nhất đó là trong những phiên tới nó quay trở lại, tiếp tục và nó phá vỡ cái vùng đáy cũ 1209, 1210. Thì khi mà phá cái vùng đáy cũ này thì xác suất là nó sẽ rơi mạnh ha, nó sẽ rơi mạnh. Thì tính từ cái vùng đỉnh cho đến cái cú rơi mạnh sắp tới có thể là nó sẽ 100 điểm. Thì nó rơi mạnh thì cái hỗ trợ gần nhất của nó là 1170, hỗ trợ sâu hơn sẽ là 1130, 1150. Đó, đây là những cái vùng hỗ trợ giao găm này thấy ha. Thì nếu mà thị trường nó chỉ cần nó phá cái vùng đáy này, anh chị nhớ nhé, lúc này nó chưa xác nhận phân kỳ nhé, nhưng nếu nó phá vỡ cái vùng 1209, 1210 lúc đó mới xác nhận là phá vỡ, thì nó sẽ còn rơi thêm khoảng đâu đó 70 điểm nữa. Đó, mình dự đoán là 1170 có thể đâu đó chúng ta sẽ có một nhịp T cộng để bắt đáy, nếu trong trường hợp đi theo kịch bản này nhé, thì 1170 chúng ta sẽ có một cái cơ hội bắt đáy. Tuy nhiên thì bắt đáy nó cũng chỉ là T cộng thôi, và mình dự đoán là thị trường nó cũng sẽ rơi thêm về cái vùng hỗ trợ bên dưới này 130 và 150. Thì cái vùng này mới chính là cái vùng an toàn để chúng ta mua, và mua để nắm giữ cho đến cuối năm, thì sóng cuối năm nếu chúng ta mua được cái vùng này thì đến cuối năm chúng ta sẽ có một cái mức sinh lời rất lớn, ít nhất là 30%, nhiều là 50%, thậm chí nhiều hơn. Dĩ nhiên là số lượng mà cổ phiếu tăng được hơn 50% thì nó sẽ đếm trên đầu ngón tay, tức là nó không phải là đại trà. Còn đại trà thì nó sẽ ít hơn, còn những con ngựa điên thì nó sẽ đem đến cho anh chị một cái mức sinh lời từ 30 đến 50%. Mình tin là sẽ có nhiều cổ phiếu như vậy ha. Nhưng mà đại trà thì nó sẽ không phải hoàn toàn, nó sẽ ít hơn, tại vì anh chị biết là thị trường cả ngàn cổ phiếu thì đâu đó những con ngựa chiến nhất nó tăng hơn 50%, còn lại thì những con ngựa đầu đàn thì nó là gì, ngựa gọi là tướng thì nó tăng trên 50%, còn ngựa chỉ huy thì nó chỉ tăng từ 30 đến 50% thôi, còn lại đa số là binh lính ở bên dưới đúng không. Binh lính thì chạy bộ thì làm sao mà tăng mạnh được đấy. Ok, thì đó là cái kịch bản xấu nhất, và cái kịch bản xấu nhất này lúc này mình vẫn giữ một cái xác suất là từ 60 đến 70% nó sẽ xảy ra cái kịch bản đó chị. Đấy, cái kịch bản thứ hai đó là tích cực hơn. Thì đó là chúng ta thấy là thị trường hôm trước mình có vẽ cái mũi tên đúng không, nó chỉnh về đây xong nó hồi lên nè anh chị, thì bây giờ nó đã hồi rồi, mình xóa bớt ở đây nhé, bớt ở đây đó. Thì cái kịch bản tích cực hơn là có thể là nó sẽ quay lên đâu đó trên đây rồi nó lại vòng xuống, nó test nữa, hoặc là thậm chí nó vượt cái đỉnh 1145 luôn, nó lên trên này sau đó nó cũng lại vòng xuống, nó test lại giống như giai đoạn tháng 6 đó, vượt đỉnh xong rồi test lại, để test lại, test 1 2 tuần gì đó
Và mình nghĩ là để phá phân kỳ thì nó phải mất thời gian, chắc là phải 2 tuần, 2 tuần nó mới phá xong. Rồi sau đó là đến đâu đó đến tháng 9 trở đi thị trường mới bắt đầu tiếp tục tăng được anh chị. Còn từ giờ là giữa tháng 8 rồi, cho nên còn khoảng 2 tuần nữa kết thúc tháng 8 thì mình nghĩ trong tháng 8 này thị trường nó không tăng ha, nó sẽ trạng thái tích lũy, sau đó đến tháng 9 nó mới tăng. Đó là kịch bản tích cực nhất. Thế kịch bản này thì mình vẫn giữ nguyên cái xác suất là đâu đó khoảng 30 nó sẽ xảy ra ha. Tức là lúc này nếu thị trường mà thực sự mạnh đó, nó sẽ không bị phá vỡ cái mốc 1209 1010 này. Sau đó thì tích lũy để phá phân kỳ và sau đó thì tăng mạnh vào giai đoạn tháng 9 trở đi cho đến cuối năm ha. Đó là cái kịch bản mà chúng ta thấy là có khả năng xảy ra. Đấy. Còn đến tháng 9 nó mới tăng mạnh được, trong tháng 8 thì khó ha. Thậm chí là tháng 9 có thể là nó mất từ 2 tuần đầu tháng 9 nữa, sau đó nó mới tăng tiếp được chứ. Đấy. Tức là nếu mà thị trường phá phân kỳ thì nó sẽ mất khoảng 2 tuần, thậm chí là nhiều hơn, có thể từ 2 đến 4 tuần ha. Giai đoạn tháng 6 thì anh chị thấy là kể từ thời điểm phá phân kỳ thì nó mất đến hơn 2 tuần. Hơn 2 tuần. Ta cứ coi tròn tròn là 2 tuần, thực chất là nó mất hơn 2 tuần đến đúng cái phiên này. Khi mà các cổ phiếu bất động sản bắt đầu vào sóng thì anh chị mới thấy là thị trường nó chạy đúng không? Đấy. Thì bây giờ nó cũng vậy, nó cũng mất khoảng hơn 2 tuần, thậm chí là kéo dài hơn 4 tuần. Tại vì bây giờ chúng ta đang ở vùng cao hơn nhiều so với giai đoạn tháng đó, thì nếu để phá phân kỳ thì nó cần thời gian nhiều hơn 2 đến 4 tuần ha. Cho nên đối với giai đoạn này á, nếu trường hợp theo kịch bản tiêu cực đi thì cách hành động của anh chị sẽ như thế nào? Cách hành động của chúng ta là trong tuần trước thì mình khuyến nghị là anh chị chốt 50% đúng không? 50% còn lại thì chúng ta giữ. Giữ nhưng mà chúng ta chú ý là chúng ta cần có một cái mức chặn lại ha. Nếu vi phạm chặn lại thì chúng ta bán phần còn lại. Phần còn lại có cần bán hết không? Mình theo mình thì không cần bán hết. Anh chị có thể hạ thêm một phần, ví dụ anh chị đang giữ 50% phần hàng còn lại. Có thể anh chị không cần bán luôn cũng được. Hoặc là nếu anh chị vẫn muốn bán thì gãy cái mốc chặn lại, anh chị bán tiếp 30% nữa. Rồi anh chị giữ 20%. Giữ là làm gì? Giữ là để chúng ta theo dõi và chúng ta sẽ có động lực mua ở bên dưới anh chị. Còn nếu mà bán hết á thì mua ở bên dưới chúng ta sẽ có một cái tâm lý sợ hãi, chúng ta không dám mua mạnh ở bên dưới. Đấy. Dĩ nhiên là không phải ai cũng thế nhưng mà mình thấy số đông tâm lý của nhà đầu tư là như vậy. Cho nên nếu trong trường hợp cổ phiếu vi phạm cái chặn lại hoặc là nó sẽ tương đương với cái việc là thị trường vi phạm cái vùng mà 1209 1010 á thì lúc đó anh chị có thể là hạ tiếp một phần nhưng mà không cần phải bán hết toàn bộ cổ phiếu nha. Tại vì mình nói rồi, thị trường này là thị trường Ukraine điều chỉnh xong rồi lên. Trường hợp xấu nhất thì nó giảm đâu đó khoảng tầm 100 điểm lên tiếp. Cho nên chúng ta không hoàn toàn phải bán hết toàn bộ phiếu ha. Đó, đó là cái trường hợp xấu nhất. Nhưng mà dĩ nhiên là những cổ phiếu mà anh chị đang có lại thì anh chị mới hành động như vậy. Còn những cổ phiếu mà anh chị đang đang sao? Anh chị vừa mới mua gần đây chưa có lãi thì anh chị phải có một cái mức cắt lỗ. Và rõ ràng những giai đoạn gần đây thì mình có nói với anh chị là nếu mua thì chúng ta nên mua theo từng lần đúng không? Mua trước 30%, chờ hàng về chúng ta mới mua tiếp, hàng về có lãi thì mới mua tiếp đó. Cho nên cái tỷ trọng mua mới gần đây thì chắc chắn nếu anh chị mua theo cái tư vấn của mình thì chắc chắn là mọi người chưa mua tỷ trọng lớn. Thì nếu mà nó vi phạm những cái điểm cắt lỗ anh chị cứ cắt đi, cắt đi nha. Chúng ta không nên có một cái tâm lý là gồng lỗ đó. Có lại thì chúng ta bán rồi chúng ta giữ một phần hàng còn lại, tại vì cái vị thế chúng ta đang tốt, kể cả giữ phần còn lại nó cũng không có bị lỗ đúng không? Thị trường giảm 100 điểm nó cũng không lỗ, chẳng qua chúng ta giữ một phần còn lại thôi, chúng ta tiếp tục mua lại bên dưới nếu điều chỉnh. Còn nếu mà những cổ phiếu mua mới thì tuyệt đối chúng ta lỗ chứ. Còn nếu anh chị mua tỷ trọng thấp thì nếu anh chị nào mà vẫn muốn gồng lỗ thì theo quan điểm của mình là với điều kiện anh chị phải đang nắm một cái tỷ trọng rất thấp, sau đó thì chúng ta sẽ chờ bắt đáy trung bình giá với một cái lượng hàng cực kỳ lớn ở bên dưới ha. Đó,
Còn nếu mà chúng ta đã lỡ mua ở phía trên thì về nguyên tắc phân tích kỹ thuật thì chúng ta hạn chế cái việc gồng lỗ ha. Rồi, dĩ nhiên là tùy cái cách của chúng ta, cắt lỗ xong rồi chúng ta sẽ mua lại bên dưới giá thấp hơn, hoặc là đang đóng ít hàng vào thăm dò là chính thì gồng tiếp và chờ vào về bên dưới sâu hơn những cái vùng bên dưới này để trung bình giá. Ok. Còn cái trường hợp tích cực hơn như mình nói đó là nó sẽ không có phá vỡ cái vùng này. Thì nếu mà nó không phá vỡ vùng này á, thì nó sẽ tích lũy lên rồi lại xuống rồi lại lên rồi lại xuống, tích lũy để phá phân kỳ ha. Thì dĩ nhiên là trong giai đoạn tích lũy đó thì sẽ có một vài cổ phiếu nó phân hóa, một vài con cổ phiếu mạnh nó vẫn tăng ha. Lúc đó giai đoạn tích lũy là giai đoạn mà thị trường phân hóa chị nhé. Đó, sau khi tích lũy xong á thì sẽ có hàng loạt cổ phiếu tăng theo sóng ngành hoặc là theo một con sóng mới của thị trường. Nhưng trong cái thời gian tích lũy từ 2 đến 4 tuần mà mình nói á, thì thị trường nó sẽ phân hóa. Cho nên sẽ có những cổ phiếu mua được, có một vài cổ phiếu mạnh chúng ta mua được. Nhưng đối với giai đoạn này thì rõ ràng là thị trường nó vẫn chưa thoát hoàn toàn thoát khỏi rủi ro, và chúng ta phải cần một cái thời gian đủ dài để thị trường tích lũy xong. Chúng ta xác nhận một điều rằng là thị trường nó không có chỉnh nữa. Đó. Thì lúc đó chúng ta mới mua gia tăng hoặc là mua mạnh hơn ha anh chị. Cho nên những cái nhịp đầu để chúng ta mua thì anh chị chú ý là chúng ta vẫn nên mua theo một cái chiến lược thận trọng trong giai đoạn tới đây ha. Đang nói theo cái kịch bản tích cực là không có gãy cái vùng này thì chúng ta sẽ mua theo một cái cách thận trọng, anh chị mua trước 30% hàng về và có một cái biên lãi đủ lớn có thể là 5% trở lên thì anh chị mới nghĩ đến cái việc gia tăng tiếp và nắm giữ cho đến sóng cuối năm nha. Còn nếu mà hàng về mà lỗ có nghĩa là thị trường nó không tốt và chúng ta sẽ không nên gồng lỗ ha. Quay lại cái câu chuyện lúc nãy nói nên gồng lỗ đó, đó là cái cách đối với lại cái kịch bản tích cực nha anh chị. Mình nói rất rõ cái kịch bản tích cực và tiêu cực. Vậy thì những cái câu chuyện này thì mình đã nói liên tục trong tuần qua, nhưng mà ngày hôm nay cuối tuần thì mình muốn nhắc đi nhắc lại, tại vì không muốn anh chị rơi vào cái tình trạng là trong uptrend nhưng mà bị thua lỗ ha. Uptrend là chúng ta phải chiến thắng anh chị, chứ còn uptrend mà mất tiền thì nó rất đáng tiếc. Hôm qua thì mình cũng có ngồi với anh khách hàng thì anh nói là giai đoạn năm 2020-2021 mọi người thấy giai đoạn đó thị trường đi lên đúng không, nhưng mà nó trải qua ba cái đợt điều chỉnh lớn anh chị. Đợt điều chỉnh đầu tiên là tháng 7 năm 2020, điều chỉnh kéo dài. Điều chỉnh kéo dài thì nó làm cho khách hàng mất hết tiền lãi. Tức là trước đó có lãi nhưng mà sau đó thì mất hết. Sau đó thì mất hết. Ha. Cái giai đoạn thứ hai, đây là giai đoạn thứ nhất này. Năm 2020 nè anh chị, sau khi tạo đáy đi lên rất mạnh ha, thì chắc chắn là nhiều có lãi. Nếu mà mua ở trong giai đoạn này. Nhưng mà sau đó thị trường nó trải qua giai đoạn điều chỉnh thì mất hết lãi. Cái giai đoạn năm 2021 cũng vậy, sau đó thì thị trường nó đi lên cho đến năm 2021 thì cũng rất nhiều người mua vào và có lãi, nhưng mà đúng những cái giai đoạn này thị trường nó giảm 200 điểm thì anh chị mất hết lãi. Đấy. Rồi giai đoạn tháng 7, ở đây là tháng 1 năm 2021. Đó. Đến tháng 7 ha. Nó cũng có một cái cú rơi mạnh nữa anh chị. Và những người mà có lãi trước đó cũng mất lãi. Thì anh chị thấy không? Nếu mà chúng ta đặc biệt là chỉ nắm giữ cổ phiếu bằng tiền đó, thì chúng ta sẽ mất lãi nhưng mà mất ít, có thể 5-20%. Nhưng nếu mà anh chị mà sử dụng margin đó, thì nó double lên, full margin. Margin khi mà chúng ta mua được ở những vùng giá thấp đó, thì nó là cái hiệu quả rất lớn để chúng ta gia tăng cái sinh lời. Nhưng nếu mà anh chị lên trên cao anh chị mới sử dụng margin đó, thì nó lại ngược lại tác dụng rất là xấu nếu thị trường rơi vào cái cú điều chỉnh. À, điều chỉnh nhé, không phải gãy mà là điều chỉnh, thì những cái cú điều chỉnh lớn này nó sẽ làm cho anh chị thiệt hại cực kỳ lớn luôn nếu anh chị full đấy, tức là mất hết cái cục lãi từ trước đó đấy. Thì hôm qua anh khách hàng của mình anh cũng chia sẻ đó, lần này anh rất là tin tưởng Tùng, tại vì những lần trước trong năm 2021 anh có lãi cực kỳ nhiều nhưng mà sau đó mất hết, không lỗ là may.
Cũng lộ là may anh chị, tại vì rơi vào những cái trường hợp như thế này mất hết lãi, thì thị trường nó cho chúng ta kiếm tiền đúng không, nó lấy lại bằng những cái cách này đấy. Thị trường chứng khoán không phải là nơi làm từ thiện anh chị nhé, thị trường chứng khoán nó là nơi mà tiền chạy từ túi người này qua túi người khác, tổng của nó bằng không, tiền từ người này qua người kia. Cho nên nếu mà chúng ta tất cả đều kiếm tiền, vậy ai là người mất tiền? Cho nên trên thị trường chỉ có số ít là kiếm tiền thôi, còn lại đa số là mất tiền. Thì những cái giai đoạn mà thị trường nó tăng lên mạnh mẽ như thế này ấy, là những cái giai đoạn mà nó đang tạm thời cho chúng ta vay tiền, nhưng mà sau đó nó lấy lại hết bằng những cái cú điều chỉnh bất ngờ đó. Cho nên cái trăn trở nhất của mình là phải làm sao giúp anh chị kiếm tiền và phải làm sao giúp anh chị giữ được tiền, chứ không phải lúc nào cũng cứ hô hào mua mua mua. Cái đó rất đơn giản, anh chị càng mua thì mình càng sướng, nhưng không, mình muốn anh chị phải giữ tiền ha. Ok, giữ được tiền trên thị trường ít nhất 6 tháng là một thành công, nhưng quan trọng nhất đối với mình đó là phải trên 1 năm chúng ta mới thành công. Đây, như mình có nói với anh chị là thị trường á, thường 1 năm nó sẽ có 2 sóng, 2 sóng để kiếm tiền, ít nhất là 2 sóng ha. 2 sóng lớn á, còn những con sóng nhỏ thì không nói đây, những con sóng nhỏ lên rồi lại chỉnh lên chỉnh lên chỉnh thì không nói, ít nhất 2 sóng lớn. Thì chúng ta vừa có sóng lớn từ tháng 5 đến tháng 8 đến cuối tháng 7 đúng không, đó là một con sóng lớn, thì mình tin rằng thị trường cuối năm nó sẽ có một con sóng. Nhưng mà giữa những con sóng đó thì chúng ta phải cẩn thận những cú như thế này, lấy lại tiền của chúng. Cho nên chúng ta cần phải giữ được tiền trên năm là chúng ta thành công ha. Ok, vậy thì đó là cái câu chuyện mà mình đang nói đến chị, là thị trường nó đang có những cái nguy hiểm. Thì sau cái phiên ngày hôm qua, hàng loạt cổ phiếu tăng trần liên quan đến bất động sản và nhiều cổ phiếu rút chân và hồi, thì câu hỏi đặt ra là thị trường nó đã thực sự tạo đáy hay chưa? Thì câu trả lời là chưa biết. Câu trả lời là chưa biết anh chị. Câu trả lời là chúng ta cần phải theo dõi thêm, cho thời gian thêm. Thì mình sẽ cho anh chị một cái ví dụ. Khi thị trường có những cái cú tạo đỉnh thì những cái cú rút chân nó có an toàn để chúng ta xác nhận nó là đáy hay không? Thì đây, đây là giai đoạn tháng 1 năm 2021. Thị trường nó cũng có những cái giai đoạn dây dưa trên cái vùng đỉnh tạm thời ngắn hạn, sau đó nó có những cái cú rơi. Thì anh chị thấy là những cái cú rơi sau đó thì hoảng loạn trên thị trường và nó tạo ra một cái lực cầu tạm thời, lực cầu tạm thời, và trường rút chân, hàng loạt cổ phiếu rút chân, thậm chí tăng mạnh. Thì nếu ai mà mua những cái phiên như vậy á, có thể là hàng T cộng về vẫn có lãi, nhưng sau đó thì sao? Sau đó thì chúng ta sẽ không biết chính xác được là thị trường nó đã xong cái việc điều chỉnh, không biết được. Thì chúng ta phải theo dõi thêm, phiên này mua đúng không, phiên này hàng về, hàng về nếu có lãi thì là bước đầu là chúng ta xác nhận là chúng ta bắt đáy thành công, T cộng thành công đấy, có ăn luôn chị, bắt đáy T cộng có ăn luôn. Nhưng sau đó chúng ta phải coi những cái phiên sau đó nữa. Cho nên thường là mình sẽ chờ thêm 1 tuần, thậm chí 2 tuần là vậy. Đấy. Thêm 1 tuần nữa chúng ta mới biết là thị trường nó có những cái cú đảo chiều bất ngờ tiếp tục hay không. Đấy, thậm chí 2 tuần ha. Thì anh chị thấy là cái cú bắt đáy này, T cộng về thành công, nhưng mà sau đó có một cái cú rơi cực kỳ mạnh nữa, và chúng ta không biết thời điểm nào nó sẽ xảy ra cái cú này. Cho nên cái vấn đề là mình đang nói với anh chị là thường mình sẽ chờ test, test thêm 1 lần nữa, ít nhất 1 lần, thậm chí 2 lần. Nó phải test thì chúng ta mới xác nhận nó test thành công á, nó không gãy. Thì sau 1 tuần đó thì chúng ta mới bắt đầu xác nhận được là ok, thị trường ổn, và chúng ta chờ thêm hẳn 1 tuần nữa để tích lũy thêm, và sau đó chúng ta xông pha trận mạc y như giai đoạn tháng 6. Còn nếu mà sau 1 tuần nữa mà bỗng dưng vào giai đoạn cuối tuần nó đột ngột, nó rầm một phát, ok, nó đi theo kịch bản xấu, và chúng ta làm gì? Ta vui mừng anh chị,
Nếu nó đi theo kịch bản xấu, chúng ta vui mừng vì chúng ta sẽ có một cái cơ hội mua được cái giá chiết khấu rất là lớn ở bên dưới này, đúng không? Đấy. Thì nếu anh chị đã bán 50% rồi thì vui không? 50% còn lại tiền đó, ta sẽ được mua với một cái mức giá rẻ hơn nhiều so với cái vùng giá hiện tại, đúng không chị? Đấy. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh chị một cái bí mật. Mọi người hãy cho Tùng thật là nhiều số 9, comment thật là nhiều số 9, mình chia sẻ cho anh chị một cái bí mật. Đó là khi mà thị trường xác nhận điều chỉnh á, không phải xác nhận ha, xác nhận là hồi nãy mình nói rồi. Còn bây giờ chúng ta đang nói hiện tại chúng ta không biết là thị trường sắp tới nó có chỉnh hay không. Chừng nào nó xác nhận thì chúng ta mới biết là nó bước vào pha điều chỉnh, đúng không? Còn bây giờ nó vẫn đang là rung lắc, hồi nãy nói rất kỹ ở phần 1. Còn bây giờ là phần thứ hai, chúng ta chưa biết là nó có điều chỉnh hay không. Thì lúc này mình đang nói chung về những cái nhịp điều chỉnh. Nếu điều chỉnh thực sự xảy ra thì cái cú điều chỉnh, cái nhịp đầu tiên đó, nó sẽ gây cho anh chị mất một ít lợi nhuận, hoặc là nếu mua mới nó sẽ gây cho anh chị thua lỗ một ít, nhưng nó không đáng bao nhiêu. Và cái thua lỗ lớn nhất hoặc là cái mà mất lợi nhuận lớn nhất nó sẽ xảy ra vào nhịp thứ hai. Cái nhịp đầu tiên rơi, sau đó bao giờ nó cũng có những cái cú rút chân và tăng xăng trở lại, thậm chí tăng mạnh một vài cổ phiếu thôi, một vài cổ phiếu để nó tạo về cái hiệu ứng tâm lý thôi chị, chứ không phải toàn bộ thị trường, không phải toàn bộ đại trà đâu. Nếu mà thị trường mà mạnh á, anh chị sẽ thấy là rất nhiều cổ phiếu quay trở lại tăng trần vào ngày thứ sáu vừa rồi, nhưng mà không, thì ít thôi đúng không? Một vài cổ phiếu tăng, còn lại đa số là toàn tăng ít ít, 1%, 2%, 3%. Chỉ có một vài cổ phiếu tăng trần, nó cố tình tạo ra cho chúng ta những cái hiệu ứng về mặt tâm lý ấy. Đấy. Sau đó thì nó sẽ có hồi, nhưng cái nhịp chỉnh thứ hai, nhịp rơi thứ hai, nó mới là một cái nhịp rơi mà thảm khốc nhất. Đấy. Nó thảm khốc nhất và nó diễn ra rất nhanh, rất mạnh. Và chúng ta không biết sẽ ứng xử như thế nào nếu rơi vào trường hợp này. Anh chị sẽ không biết. Đó là cái lý do vì sao mà mình nói là anh chị bán 50% ở những vùng này. Nếu nó vi phạm, nó quay lại, nó test và nó gãy thì chúng ta rất là nhanh tay hạ bớt thêm một phần tỷ trọng, và chúng ta rất là nhanh tay để chúng ta mua lại bên dưới này. Còn nếu mà anh chị đang mua ôm full hàng, mình chắc chắn là anh chị sẽ không xử lý kịp đối với thị trường nếu nó rơi vào những cái trường hợp nhanh, mạnh và dứt khoát như thế này. Lúc đó tâm lý của chúng ta sẽ bị đơ cứng luôn, anh chị sẽ không hành động được cái gì. Tin mình đi, bao nhiêu khách hàng đã trải qua cái việc này. Đấy, đây là một cái ví dụ tháng 1 năm 2021 ha. Và bây giờ thêm một cái ví dụ tháng 7 năm 2021. Cái nhịp này nè, thị trường nó làm sao chị? Thị trường nó có một cái tin cực kỳ tốt, đó là hệ thống mới của FPT. Tại mình có nói đúng cái ngày này, tin ra một cái là hôm sau thị trường. Tuy nhiên thì vẫn có một cái lực bật đáy nữa anh chị, đúng cái phiên này. Tuy nhiên thì mọi người thấy một điều này. Ở bên này cho anh chị dễ nhìn nhé. Đây là anh chị thấy một điều này. Cái phiên này nè, thậm chí là những người bắt đáy phiên này hàng về, may mắn thì là về vốn, không có lãi luôn. Còn nếu mà không bán á, đến khi nó rơi về đây là mất 20%, lỗ 20%. Tức là bắt đáy này nè. Cái tháng 1 hồi nãy mình mới chỉ đây đúng không? Thì là nếu mà bắt đáy thì là về là vẫn có lãi T cộng. Đấy. Nhưng mà vấn đề là anh chị cái lãi T cộng như anh chị có chịu bán hay không? Đa số là không bán. Đa số là mọi người sẽ còn kỳ vọng là nó sẽ tiếp tục đi lên. Nó sẽ còn tiếp tục đi lên để vượt đỉnh, để còn đi lên mạnh. Lúc đó mọi người đều nói là tiền mặn rồi, vĩ mô tốt này nọ. Đa số bắt đáy ở đây là hàng này về chắc chắn là lãi đúng không? Lãi tạo lập họ vẫn cho anh chị có lãi. Nhưng anh chị không chịu bán. Sau đó thì nó rơi thì anh chị đổ lỗi là thị trường này nọ kia rồi lái đểu lái xấu. Nhưng mà thực ra người ta vẫn cho anh chị bán, như anh chị bán. Có anh chị kỳ vọng nhiều hơn. Sau đó thì nó rơi cái ầm. Thì đến giai đoạn tháng 7 cũng vậy. Giai đoạn tháng 7 cũng vậy. Nó thậm chí nó còn tệ hơn, tức là hàng về nó không cho có lãi luôn vậy. Đấy.
Nhưng lúc đó dĩ nhiên là anh chị cũng thấy là ơ lại ít thôi kệ, nó giữ thêm cái đùng cái vài phiên sau rầm mà vô lỗ nặng 20%, thậm chí có nhiều cổ phiếu nó còn tệ hơn vậy. Có nhiều cổ phiếu mà nó đã bước vào một cái giai đoạn chạy nước rút ấy, thì đến những cái giai đoạn này nó rơi tệ hơn. Chị cứ coi nhé, kiểu giai đoạn này nó rơi còn nặng nề hơn so với thị trường. 20% là bình thường ha. Nó rơi 20% là bình thường. Đó, cho nên chị thấy là bắt đáy không có nghĩa là sẽ thành công ha. Và quan trọng của chúng ta là chúng ta phải chờ cái nhịp test đi test lại. Nếu quay trở lại với thời điểm hiện tại, nếu phiên thứ sáu vừa rồi anh chị bắt đáy thì vẫn có khả năng là có ăn nhá, T cộng có ăn. Nhưng mà vấn đề là quan trọng mà chị bán cái phần đó hay không. Nếu chị mua hàng có sẵn thì đơn giản, rất là dễ bán. Và theo lời khuyên của mình thì nếu anh chị mua hàng có sẵn bắt đáy vào hôm thứ sáu vừa rồi á, thì trong phiên ngày thứ hai thứ ba có lại anh chị nên bán đi, rồi chúng ta giữ cái phần hàng ban đầu thôi. À, chứ đừng có tham, biết đâu lỡ thị trường nó đi theo cái kịch bản xấu á, thì ta sẽ bỗng dưng bị kẹp hàng cái phần đó, tự nhiên thua lỗ, đang có lãi tự nhiên bị thua lỗ, chị đáng tiếc ha. Đấy, còn thị trường nha, nếu mà nó có những cái cú rút chân á, thì bao giờ của anh chị ít nhất nó phải test test vài phiên, sau đó thì nó mới có thể có một cái nhịp đi lên tiếp tục đó. Còn nếu mà anh chị không thấy nó test á, hoặc là nó test mà fail á, thì tuyệt đối không mua vội nha. Không mua vội, bởi vì cái nhịp sau nó sẽ là một cái nhịp mà rơi thảm khốc nhất. Cái nhịp đầu nó không thảm khốc đâu, cái nhịp sau nó mới thảm khốc nhất và gây cho anh chị thiệt hại nhiều nhất ha. Cho nên chị chờ đây, thậm chí là cái giai đoạn trước đó là ha, lúc mà nó chưa tạo đỉnh nó cũng có những cái cú nhấp nhả rơi, nhưng mà sau đó nó test lại một lần, và thậm chí sau đó nó test lại thêm một lần nữa, tức là đến hai lần test thì anh chị mới có một cái quãng đường ăn như này. Đấy, cho nên ví dụ mà anh chị mua vào như mình nói thì theo cái kịch bản tích cực đúng không, thì cái nhịp đầu tiên anh chị mua trước 30% này, chờ những cái nhịp test lại đúng không, sau đó anh chị chờ một cái nhịp test lại nữa, mà nếu cổ phiếu nó vẫn có biên lợi nhuận trên 5% anh chị gia tăng để ăn một cái nhịp nhịp tiếp theo đó. Tức là nó thường nó phải test 2 đến 3 lần. Và những cái nhịp như thế này nè anh chị, đấy, nó cũng rơi nè ha. Cũng rơi nè, sau đó thì nó test một lần, test hai lần, test ba lần, nó mới đi lên. Một cái quãng đường đi lên như thế này, muốn nó đi lên tăng mạnh như thế này thì nó cần phải thế nào? Test một, test hai, test ba. Vậy cơ hội mua của chúng ta có chính là những cái lần test và không gãy đấy. Cho nên mình hoàn toàn không có phải là 100% mình nói thị trường sẽ chỉnh, nhưng mình đang nói thời điểm hiện tại nó đang có một cái nguy cơ rất cao, và nếu bỗng dưng chúng ta mua bán sai á, ta rơi vào cái nhịp chỉnh số 2 này của nó nè, thì anh chị sẽ mất lại. Anh chị nào mới mua anh chị sẽ thua lỗ nặng trong uptrend. Uptrend người ta kiếm tiền, chúng ta lại thua lỗ, ta lại cứ chờ về bờ, đó là điều đáng tiếc. Và nếu mà chúng ta cứ giữ cái phong cách mua bán như vậy hoài anh chị, thì chúng ta không thắng trên thị trường được ha. Cho nên mọi người tin Tùng đi, thì mình nói thì nó thường là rất là chính xác anh chị nhé. Đây nè, cái vùng tháng 4 năm 2022 ha, khi mà thị trường nó tạo nó tạo đỉnh là 1.500 anh chị. Ấy có giống giai đoạn này không? Nến ba con quả đen, sau đó nó cũng có một cái nến rút chân đó, xong rồi nó chỉnh lại một phiên, và những phiên sau bắt đầu bùng. Thì chính cái thời điểm phiên này nè, mình nói là khi thị trường hồi lên mà quay trở lại gãy 1.470 là phải sell on tài khoản. Anh chị cứ coi lại livestream vào tháng 4 năm 2022. Cái thời điểm này hôm đó là mình cùng với lại ITP đi ra Hà Nội, là buổi sáng đó mình đã dặn rất là kỹ khách hàng trong room trước khi lên máy bay, nói là nếu quay lại gãy dưới 1.470 là phải sell on. Đấy,
Thì anh chị thấy không, sau đó nó luôn luôn nó bẫy chúng ta bằng những cái nến rút chân và tăng xăng trở lại, nhưng mà sau đó thì bùng một phát. Và những cái người mà mua đu đỉnh á, thì như mình nói cái nhịp mà rơi đầu tiên á, nó sẽ không thiệt hại nhiều, nó sẽ không thiệt hại nhiều, nhưng những cái nhịp số 2 thậm chí là nhịp số 3 đó mới là những cái nhịp mà gây thiệt hại đau đớn nhất, nặng nề nhất, thua lỗ lớn nhất. Đấy, anh chị thấy không? Thì những cái nhịp mà thị trường nó đang uptrend thì thường là nó sẽ có hai nhịp rơi. Nãy mới nói ha, tháng 1 và tháng 7 năm 2021 hai nhịp rơi. Nhưng đến tháng 4 năm 2022 anh chị thấy là nó bao nhiêu? Nhịp rơi đầu tiên là hồi nè, nhịp rơi thứ hai là hồi nè, nhịp rơi thứ ba. Nó đến ba nhịp rơi, tại vì nó là downtrend thì nó sẽ rơi sâu hơn, nhiều hơn và khốc liệt hơn và bull trap nhiều hơn. Đấy. Thì những cái nhịp hồi á, tạm thời nó chỉ là những cái nhịp bull thôi. Đấy anh chị thấy không? Và bao giờ thị trường vậy, nó luôn luôn bẫy chúng ta bằng những cái nhịp rút chân trước một cái quá trình rơi tiếp theo. Tháng 6 năm 2022 cũng vậy nè. Điều chỉnh bùng một phát rút chân, và mình hay gọi đó là những cái phiên điều chỉnh giả vờ, nhưng mà sau đó thì bùng rơi mạnh. À, đấy, rút chân tăng xanh chị thấy không? Luôn luôn là những cái phiên như vậy. Đấy. À, tháng 8, cuối tháng 8 đầu tháng 9 nè. Rơi nè. Rút chân nè. Sau đó rơi nè, rút chân nè. Ba đến ba con quạ không? Ba cây nến đỏ liên tiếp mà rút chân. Sau đó làm sao? Dây dưa vài phiên bùng. Một nhịp bull lên. Sau đó bùng tiếp. Anh chị thấy không? Đấy. Thì như giai đoạn này cũng vậy, nó đang có một cái ba cây nến đỏ, ba con quạ đen gì đó. Sau đó một cái cây nến xanh hồi là bình thường. Nhưng những phiên sau đó chúng ta chưa biết. Và ngoài ra thì mình đã nhắc với anh chị rồi. À, những cái mô hình cốc tay cầm nó đã cho một cái target ở quanh đây rồi. Đấy, một cái cốc tay cầm ha, target quanh đây rồi. Rồi những cái mô hình khác nó cũng cho một cái target quanh cái vùng 240-245. Cho nên mà lúc này mà chúng ta cứ kỳ vọng nhiều thì chúng ta sẽ không nên chị nhé, không nên kỳ vọng nhiều. Và chúng ta nên hành động theo thị trường ha. Thì mọi người cố gắng là kiên nhẫn giúp mình. Nếu trong trường hợp khoảng 2 tuần tới thị trường nó vẫn thực sự mạnh, nó không có phá vỡ cái vùng 1.209-1.010 này, thì mình sẽ cho anh chị mua trở lại ha. Còn từ giờ cho đến lúc đó, nếu số cổ phiếu có điểm mua được thì có thể là mình vẫn khuyến nghị anh chị mua, nhưng chúng ta nên đi vốn theo một cái cách là đi vốn từ từ, cứ tham gia 30% trước. Anh chị nào chấp nhận mạo hiểm cao hơn thì anh chị vào 50% cho cái nhịp mua đầu tiên nha. Sau đó chúng ta sẽ chờ những cái cú test lại của thị trường chung để chúng ta gia tăng, với điều kiện là cổ phiếu phải hàng về rồi và phải có một cái mức lãi đủ lớn, có thể là từ 5% trở lên, lúc đó chúng ta gia tăng ha, trong cái nhịp mà thị trường đang tích lũy á. Còn bất kể khi nào, lúc này có thể là thị trường nó quay đầu giảm bất kỳ lúc nào chúng ta không biết được, cho nên chúng ta sẽ cần test đi test lại để ta xác nhận là thị trường mạnh và thoát khỏi những cái cú điều chỉnh nha anh chị nhé. Đó, mình không có chim lợn, tất cả là anh chị thấy mình phân tích và lịch sử thị trường nó luôn lặp lại bằng cách này hay cách khác, luôn luôn là như vậy ha, nó luôn lặp lại bằng cách này hay cách khác. À, về cái mặt tâm lý nhà đầu tư nó rất là ít thay đổi anh chị, luôn luôn là những cái tâm lý như vậy lặp đi lặp lại, cho nên nếu mà chúng ta không hành động đúng thì chúng ta sẽ phải trả những cái giá rất lớn ha. Đấy, những cái giai đoạn này rút chân này, sau đó rơi 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 luôn luôn là vậy. Những cái vùng đỉnh này đây là rơi là rút chân này, sau đó thì T cộng này, có T cộng là rơi nè, rơi nè, sau đó thì nó mới đi lên rất mạnh sau đó nha. Những cái gì mình nói hoàn toàn là những dựa trên những cái sự nghiên cứu, cho nên anh chị đừng có nói là chúng ta thấy vĩ mô tốt, chúng ta thấy dòng tiền tốt, không phải anh chị nhé. Cuộc chơi này là cuộc chơi tâm lý, người ta cố tình tạo ra cho chúng ta những cái chúng ta thấy tốt, nó là tốt thực sự, nhưng nếu mà so với cái giá thì có thể là tạm thời trong ngắn hạn nó là tăng quá nhiều anh chị, về trung dài hạn nó sẽ là tốt chắc chắn điều đó, nhưng ngắn hạn đôi khi nó tăng quá nhiều
À, nó tăng quá nhiều thì điều đó là một cái điều không nên. Ok. Ngoài ra thì mình hồi nãy mình có nói về cổ phiếu đất xanh đúng không chị? Ngày hôm qua đất xanh nó tăng. Tuy nhiên đối với cái việc tăng của đất xanh lúc này á thì nó vẫn đang có một cái nguy cơ phân kỳ. Đó, có nguy cơ phân kỳ, thậm chí phân kỳ ba đoạn. Cho nên đối với đất xanh thì anh chị có thể thấy một điều là con này nó cũng hay bẫy nhà đầu tư bằng những phân kỳ ba đoạn. Có những cái giai đoạn này là giai đoạn này, giai đoạn năm 2021 tháng 1 á, cái giai đoạn mà thị trường chuẩn bị tạo đỉnh á, thì đất xanh nó cũng đi lên ha, sau một quá trình đi lên này tạo cái đỉnh thứ nhất chỉnh, tạo cái đỉnh thứ hai chỉnh, tạo cái đỉnh thứ ba đó. Sau đó thì nó rơi, sau đó nó rơi ha, thì chúng ta cứ chờ những cái nhịp như thế này chúng ta mua, hoặc là chờ những cái nhịp nó tích lũy lại chúng ta mua ha. Còn nếu mà anh chị muốn mua mới bây giờ thì mình lên, anh chị nào có hàng thì vẫn theo tiêu chí là đặt một cái mức chặn lại, chừng nào vi phạm chặn lại thì bán, không vi phạm thì giữ, biết đâu nó phá phân kỳ. Nhưng mà như mình nói là kể cả phá thì nó cũng phải test đi test lại, test lại rồi nó mới phá được ha. À, như giai đoạn này thì đất xanh nó không có phá phân kỳ và sau đó thì nó rơi, đúng không anh chị? Đấy, nhìn thì thấy ít vậy thôi, nhưng mà anh chị thực sự nếu mà mọi người mua ở cái vùng đó thì đến khi nó giảm thì nó giảm bao nhiêu, giảm đến 23% này, thấy không, 23 25%, nếu mà tính những cái vùng dưới này là 25%, từ đây đến đây thôi. Nếu anh chị mua ở những cái vùng này khi nó giảm về đến đây, chúng ta nhìn thì thấy ít nhưng mà đo ra là 25% đấy, nó luôn bẫy chúng ta bằng những cái phân kỳ ha, phân kỳ này rơi cái rầm. Dĩ nhiên là sau sau những cái cú rơi này thì cổ phiếu vẫn lên tiếp, nhưng mà vấn đề là tại sao chúng ta lại phải chịu thua lỗ 25% ở đây, tại sao chúng ta không chờ những cái việc mua thực sự an toàn để tránh những cái việc thua lỗ trong ngắn hạn ha. Ok, thì đó là cổ phiếu này ha, mặc dù cổ phiếu ngày hôm qua mạnh nhưng mà chúng ta vẫn phải thận trọng anh chị nhé, ha. Điểm mua thì có, còn nếu mà trong trường hợp thực sự là cổ phiếu này không cho chúng ta điểm mua nữa thì chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội khác trên thị trường, cho nên chị không cần thiết phải quá vội vã, phải quá liều lĩnh lúc này ha. Cổ phiếu VIX khi mà tin tốt, tin thực sự là tốt, nhưng mà tin tốt này tại sao số lượng người bán ra lại nhiều, đúng không? Ai cũng nói là VIX là tin tốt ngày 15 này lên sàn, nhưng mà thường á khi mà tin tốt á, thì cổ phiếu nó phải ít người bán ra, giống như những cái phiên dưới này nè anh chị, khi mà bắt đầu có tin là được lên sàn, sàn ở Mỹ á, VinFast, VFS thì cổ phiếu nó tăng trần, vẫn có người bán ra nhưng mà ít. Nhưng mà tại sao phiên ngày hôm qua số lượng bán ra lại nhiều, lên đến 2-3 triệu cổ phiếu, và đặc biệt là sau một quá trình cổ phiếu tăng giá đến 40%, đúng không? Thì liệu rằng những tin này nó còn giúp cổ phiếu đi lên được bao nhiêu nữa? Đấy, thì chúng ta phải rất thận trọng. Nói chung là về cơ hội đi lên của cổ phiếu, nếu anh chị nhìn về cái khung đồ thị thì chúng ta vẫn thấy là cổ phiếu có khả năng đi lên được vùng giá 90, vẫn còn cơ hội đi lên 90. Nhưng ha, nếu mà để mà tham gia lúc này thì mình sẽ không tham gia anh chị, mình sẽ chờ cơ hội. Nếu cổ phiếu điều chỉnh về những cái vùng bên dưới 61 cho đến 64 gì đó thì có thể là mình vẫn vào, 65 thì mình sẽ lựa chọn vào, dĩ nhiên là đi vốn cho hợp lý thôi. Nếu nó điều chỉnh thì có thể là tìm cơ hội vào. Nhưng nếu mà trong những phiên tuần tới, đặc biệt là thứ hai mà nó tăng tiếp, mình sẽ không vào chị. Không có chấp nhận liều lĩnh cơ hội như thế này ha. Ta sẽ chờ những cơ hội nào dư địa tăng giá mạnh 30-50%, và đặc biệt là phải có một cái mức độ an toàn lớn, chứ chúng ta không đánh đổi rủi ro ha. Ok, cảm ơn mọi người. Hôm nay cuối tuần thì làm một cái video để cố gắng là đem đến cho anh chị những góc nhìn tổng quát nhất thị trường, và quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao để giữ được tiền giai đoạn này anh chị. Thị trường chứng khoán này nó là một cái cơ hội lớn, và anh chị hãy để ý mỗi khi mà một cái nhóm ngành nào đó nó đánh theo sóng ngành hoặc là nó đánh theo chu kỳ, khi mà bước vào một cái chu kỳ mới, vào một con sóng mới thì tốc độ tăng giá nó sẽ rất nhanh trong một thời gian ngắn nha, rất nhanh trong một thời gian ngắn, cho nên chúng ta không cần thiết phải vội vàng mua sớm làm gì ha, không cần thiết phải vội vàng mua sớm làm gì nha. Đó,
chúng ta cứ chờ những cái điểm mua đến khi bước vào sóng, đến khi vào chu kỳ, anh chị sẽ kiếm ăn một cái khoản lợi nhuận lớn trong một thời gian ngắn. Đó là một cái điều sướng nhất chúng ta nên làm. Hoặc là nếu anh chị nhìn vào những cái đồ thị ha, thì nhìn vào những cái đồ thị cũ thì mình cũng nói rằng những cái cơ hội bắt đáy trong ngắn hạn á, thì đó là những cái cơ hội mà làm cho anh chị kiếm tiền nhanh trong thời gian ngắn. Đấy, đáy tháng 7 năm 2021 ha, cái nhịp rơi thứ hai là cái nhịp thảm khốc nhất, nhưng nó là cơ hội lớn nhất cho chúng ta kiếm tiền trong thời gian ngắn. Trong một thời gian ngắn anh chị kiếm tiền rất nhanh và nhiều, đúng không? Những cái nhịp sóng hồi của thị trường á, gần như là tất cả các cổ phiếu đều tăng 20-30% anh chị. Chúng ta chưa nói đến con sóng cuối năm, những cái nhịp hồi như thế này thôi này, cổ phiếu nó lại tăng 20-30%. T cộng thôi, T cộng 5 thôi. T cộng 5 cho đến tối đa T cộng 10 thôi anh chị thấy không? Tăng rất nhanh và mạnh. Quan trọng là chúng ta phải chờ cơ hội chúng ta bắt được những cú này. Đấy. Hoặc là những cái nhịp tháng 1 này anh chị, nhanh và mạnh và anh chị kiếm được tiền rất là nhiều. Dĩ nhiên là sau một cái nhịp hồi đó thì thị trường nó sẽ tích lũy trở lại và nó chuẩn bị cho một con sóng mới vào cuối năm. Nhưng quan trọng là cái nhịp này, anh chị phải cùng với mình bắt được cái nhịp này trong giai đoạn sắp tới và thoát được cái nhịp này trong giai đoạn sắp tới. Thoát được cái nhịp giảm và phải bắt được cái nhịp tăng. Đó mới chính là cái đỉnh cao và chúng ta kiếm tiền ở đây, là chúng ta tránh được thua lỗ và chúng ta kiếm tiền trong thời gian ngắn. Còn dĩ nhiên là một cái giai đoạn sóng tăng tăng dài sau đó của thị trường thì chắc chắn là chúng ta sẽ có mặt rồi anh chị ha. Ok, đó là những cái mà mình mong muốn chia sẻ với chị trong ngày hôm nay. Nếu mọi người thấy hay thì cho Tùng những cái quả tim, hoặc là để số 9 nếu mà thấy những cái bí mật của mình chia sẻ với anh chị nó đúng và nó đem lại những cái sự có ích cho anh chị, và quan trọng nhất là thay đổi tư duy anh chị. Chúng ta phải thay đổi tư duy để hành động, chúng ta phải chọn những cái phương án tốt, tránh được những cái rủi ro và kiếm lợi nhuận nhanh nhất có thể trong một thời gian ngắn. Đó mới là đỉnh cao trên thị trường ha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu anh chị chưa có một người đồng hành nào tốt thì hãy liên lạc với Tùng theo số điện thoại ngay trên màn hình 0902 956 119. Mình chào đón anh chị về với mình sớm, càng sớm càng tốt. Và nếu thực sự thị trường nó đi theo kịch bản xấu thì ít nhất trong thời gian tới chúng ta sẽ có một cơ hội kiếm tiền nhanh và gọn và trong thời gian ngắn. Còn dĩ nhiên cái con sóng cuối năm, từ giai đoạn tháng 9 cho đến cuối năm, thì mình nghĩ nó sẽ là một con sóng rất lớn, lớn không thua gì cái giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 vừa rồi ha, thậm chí còn lớn hơn. Cho nên mọi người hãy về với mình sớm để chọn lựa những cái thời điểm thích hợp để tham gia, chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền trong năm tới, anh chị tin mình đi. Cảm ơn mọi người rất nhiều, nhớ mở tài khoản VPS theo ID 8774 cả nhà nhé. Kết thúc video anh chị nhớ cho tôi một like, một share và hãy comment tương tác bình luận, thả tim vào phần bình luận video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Các bạn cả nhà, chúc cả nhà có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ ha.